Đó. Chải chịu ha, win thét thấy không? Đó. Khi clean wick thì phải luôn luôn dùng xà bông rất là dịu dàng, nhẹ nhàng, sấy khô dưỡng tóc nha. Nhưng mà luôn luôn theo lời hướng dẫn vậy chứ tóc này là tóc thiệt, tóc người hay là tóc synthetic tổng hợp? Tóc này là tóc người. Còn mix là gì? Mix là gì? Mix là trộn lẫn lại gì? Là giữa tóc người với lại tóc tóc synthetic được tổng hợp. Thì cô nói không? Này là cái tính ở này. Thành ra mình đọc sách đó thì mình đọc rất nhiều, nhưng mà mình phải hiểu cái core là cái chủ yếu của nó, cái core nó là cái gì. Thành ra khi highlight đó mình highlight đúng cái core của mình. Tuần sau là khoảng thứ cô nghĩ chắc khoảng thứ ba là cưng làm bài thi đó, thứ ba là làm test nhé. Thì khoảng tuần tới thứ tư là học bài 20 rồi đó, 20 21 là phải vô ngồi học cho kỹ. Thì cô cũng ký là cô cho những cái chính đó cho tụi cưng học, hiểu không? Rồi lúc nào cũng vậy, tụi cưng chụp hình đi để cho nó mau cưng. Rồi. Chụp đi cưng, chụp cho nó lẹ. Đang học mà cưng. Không, người ta hỏi thôi thì mình nói cái sau việc tao sẽ từ 11:30. Rồi màu nhuộm nó có màu gì cưng? Nó có 70 màu. Trong đó nó cũng có cấp độ từ 1 tới 10. Thì người ta nói rằng khi là 1 là tối, 10 là blonde, ha, đen tới vàng. Người ta nói là check cái cuticle, là mình coi cái cuticle tóc người này có tốt không trước khi mình nhuộm, đúng không? Tại y như mình vậy đó. Nhưng mà quay giác ra là gì? Tại sao nó phải trộn cái tóc của con bò mộng? Hôm bữa cô nói rồi, tại sao nó lấy cái lông con bò mộng nó trộn vô tóc người? Hôm bữa cô giải thích rồi, để tránh cái gì? Bóng tóc. Đúng rồi, để cho tóc nó đừng có bóng. Thì có những cái tóc nó bỏ vô nó bóng, nó không có tự nhiên. Những cái tóc tổng hợp có cưng, thành ra là những cái tóc tổng hợp với tóc người nó mix với nhau, thành ra có những sợi tổng hợp nó hơi bóng, thành ra nó qua giá khe này là gì? Đi vô cái con bò mộng này nó chỉ mix vô một một chút xíu để giảm cái độ bóng của tóc. Mà khi giảm độ bóng của tóc thì tóc nó có vẻ tự nhiên hơn. Bóng đây là mình bóng mà kiểu plastic á, à, cưng nha. Giác nó làm giảm đi cái độ bóng, nó tạo cho tóc nó sẽ tự nhiên hơn. Nhớ mình phải check cái cuticle. Cuticle nó quan trọng lắm. Cuticle nó phải nằm cho cái thôi, nó dựng lên người ta mình làm được. Tóc người mình cũng vậy. Nhưng mà nhớ những tóc này là tóc người nha. Tóc tốt quá. Còn tóc ni lông nó đã đến sẵn cái màu rồi thì cưng không có cần nữa.
Rồi. Perming đó, đặc biệt là mình perm với những cái tóc, và nhớ đặc biệt là đừng có perm màu permanent. Nhớ những cái loại thuốc nhuộm, luôn luôn là những thuốc nhuộm nha. À, mà có gọi là những cái màu gọi là tạm thời á. Nhưng mà nó hỏi một câu, nếu mà một người khách bước vào, người ta đem một cái đầu tóc giả vô, người ta đã từng nhuộm trước rồi, người ta muốn perm, thì em từ chối. Em sẽ từ chối với điều kiện tóc người này đã có nhuộm màu kim loại gì rồi. Nó nói nếu một người even mình cũng vậy nè, mình tóc người trên đầu mình mà có nhuộm màu kim loại thì em như thế nào? Em sẽ từ chối, không có được uống cho những người tóc màu kim loại. Thứ nhất, tóc người ta sẽ bị gãy. Thứ hai là nó sẽ bị bốc khói. Thì làm sao mình biết tóc có người màu kim loại? Cái màu nó thường thường nó ánh vàng kim, nó hơi đục đục. Thành ra tụi cưng nhuộm những cái màu mà của những cái box nó bán sẵn á. Cưng thấy cái màu tóc cưng một thời gian nó hơi đục đục, tại vì nó có ánh kim loại. Thấy không? Thì những người ánh kim loại này không nên nhuộm, không nên uống tóc. Câu này nó có hỏi. Nói một người mà subject to metallic dye, what do you do? Do not perm. Không có uống. Nếu tóc có mèo màu kim loại thì sẽ dùng xà bông nào? Clarify shampoo là một loại xà bông lấy đi màu kim loại. Nhưng mà nó thật sự màu kim loại là màu đỏ, màu xanh cưng có lấy được. Thấy không? Cưng chỉ gội để mà lấy bớt, để mà cưng bỏ nó vô mà nó cũng không có nên. Thì câu trả lời mình là do not perm hair that has been subject to the metallic dye. Nào có màu kim loại trên tóc rồi, bạn từ chối, không nên uống. Câu đó là câu chính. Toupee, đó mình nói chữ toupee đó cưng. Toupee là gì? Là những cái mảng tóc nhỏ được gắn ở vị trí thường là trên đỉnh đầu và ngay cái vòng xoáy tóc, là cái xoáy đó thường là toupee nặng đây. Mà thường toupee đó là cho người đàn ông nhiều. Hối mất tóc luôn, hầu như mất. Hối tóc, những người không còn tóc thì đâu có kẹp được, đúng không? Mình phải dán vô. Rồi còn công nào. Rồi. Đó là những cái mà mình học styling cleaning color. Rồi cưng có câu hỏi gì không? Rồi bài học mình coi như xong tất cả. Cho mình